Đột biến gen sẽ khiến bạn trở thành siêu anh hùng, đấy là ở trong phim thôi. Còn ngoài đời thì đột biến đi cùng với thảm họa. Dưới đây là những trường hợp bị đột biến ở động vật khiến bạn có cái nhìn khác về vấn đề này. Đây là ông già Noel phiên bản thiên thần trong phim, cũng là ông già nhưng phiên bản cục súc của động vật. Đây là một con cừu non, bằng một lý do nào đó mà khuôn mặt của con cừu này nó biến dị như này. Nhìn thì không khác gì là một con quỷ đội lốt. Gia chủ thì không biết nghĩ sao, chứ mình mà đến đêm ra vườn mà gặp cảnh nó nhìn mình thì chỉ có đái ra máu các bạn ạ. Cũng là dê, cũng bị đột biến nhưng mặt con dê này nó lạ lắm. Thề, dê bình thường thì nó như này. Con này thì hai mắt nó bị kéo lại, phần mõm gần như là không có. Bỏ qua phần thần thái thì quả mặt khá giống với người. Có điều người này chắc mới đập cả mỏ đá. Nhìn là thấy nó phê đến cỡ nào rồi. Đích thị là bát giới, do trêu hàng Nga nên hạ phàm đây mà. Nó giống cơ thể người đến 80% và dường như đây không phải là do đột biến mà có thể là một sự kết hợp khác loài. Mấy ông hay xem Tây Du Ký thắc mắc bát giới lúc mới xuất hiện như nào thì đây nhé, phiên bản đời thực. Sự thay đổi trình tự các cặp nucleotide trên phần tử ADN gây nên hiện tượng đột biến gen. Khi ADN thực hiện quá trình nhân đôi đã xảy ra sai sót, mất thêm hoặc thay thế một cặp nucleotide. Đột biến gen thì nó có hai dạng, lợi và hại, nhưng đa phần thì chúng có hại, nó gây ra những căn bệnh không thể nào chữa được. Có hai nguyên nhân khiến sinh vật hoặc người bị đột biến: bị động do tính xác suất trong quá trình nhân đôi phân tử ADN, chủ động tiếp xúc với các chất hóa học hoặc môi trường sống bị biến đổi. Chất độc màu da cam, thuốc trừ sâu, thực phẩm biến đổi gen là những nguyên nhân chính khiến ADN xảy ra sai sót trong quá trình nhân đôi. Đây cũng là lý do ở thời đại này rất nhiều người bị ung thư.